Xin chào anh Trương, Xuân Ứng, xin chào Xuân Nam. Rồi đây sẽ là một chiếc S-size 150 đời cũ, xài bóng đèn Halloween. Thì hôm nay Tuấn sẽ có chia sẻ cho anh em kết nối với ba thiết bị máy. Cảm ơn tất cả anh em, hôm nay hầu như gần 10 con Smartoon lên đường nha. Đấy, tiếp tục Smartoon lại tiếp tục lên đường vào ngày mai. Đấy, anh em mua Smartoon ở khóa học kế tiếp ở cuối tháng 12 này, chúng ta sẽ vào học luôn. Đấy, tiếp tục Smartoon. Thì người anh em này tiếp tục ở chúng ta ít tiền thì chúng ta xài cái bàn N nha. Đây, N. Đấy, bản này hơn 8 triệu nha các bạn. Hơn 8 triệu. Bản nào cũng có. Rồi, mình livestream sẽ chia sẻ cho anh em con ẹt này khoảng 45 phút thì anh em chia sẻ nhanh. Tí nữa mình còn sửa mấy cái đồng hồ này. Đồng hồ này ẹt 150. Pha đèn cháy luôn. Đây, pha đèn của ẹt 150 đèn LED này. Rồi, đồng hồ Basic. Đấy. Tí nữa mình sẽ cố gắng cày này mai trả anh em. Thì mình sẽ chia sẻ anh em cách kết nối và đồng thời báo lỗi cảm ứng gốc. Chia sẻ anh em tăng tốc càng nhanh thì chúng ta sẽ làm demo ngay. Tuấn có thời gian khoảng 45 phút. Mình còn phải lên toa nữa anh em. Làm mệt, làm việc không có ngưng nghỉ. Đấy, tiếp tục Smartoon lúc nãy anh em thấy không? Hôm nay đi 9 toa rồi, toàn Smartoon và mô hình. Thì hiện tại không còn cái mô hình nào nữa nha anh em. Hết mô hình rồi. Anh em nào đặt mô hình thì chúng ta phải đặt trước nha. Rồi, tất cả là hết mô hình rồi đấy. Cảm ơn mọi người, tiếp tục sẽ bắt tuôn lên đường tiếp nha. NR. Rồi, cảm ơn tiếp tục tất cả anh em ở Tiền Thành và anh em này lại tiếp tục ở Bình Dương. Sẽ bắt tuôn tiếp. Đây, người anh em này tiếp tục mới gọi điện thoại đặt tiếp ở Thuận An, Bình Dương nha. 8 triệu rưỡi và anh em lấy thêm nồi niêu xong chào. Mình xin, đấy, ok, Bình Dương này. Đấy, Smartoon. Cảm ơn tất cả anh em khu vực Bình Dương, Sài Gòn, lân cận gần ở đây. Và toàn thể Việt Nam. Hello, Khôi Nguyễn, Nguyễn Tùng, chia sẻ. Vấn đề ở đây nhiều anh em sẽ kết nối thì hôm nay tôi sẽ mô phẩm cho anh em ba dạng máy luôn. Được chưa? Rồi, mình sẽ lấy con máy này mình mới test cho anh em luôn để ngày mai mình giao luôn nhá. Con này con bản N. Được chưa? Rồi, mình lấy thêm con Motocan của nhà nữa. Đây, Smartoon tiếp tục mà ngày mai giao tiếp này. Anh em thấy không? Liên tục. Mình hầu như còn mấy con nữa thôi. Hôm nay hầu như cả 10 con rồi. Ở trên tay thì Tuấn còn 3 con Smartoon bản S và bản N. R thì ngày mai mới có cặp bến về tiếp nha anh em. Và S. Và một cái bản mở tua. Và một cặp can và bốc. Có anh em nào hốt không? Giá rẻ này. Đấy, còn cặp can và bốc lâu quá. Có anh em nào hốt thì hốt. Bữa giờ hốt toàn Smartoon không? Còn cái này sẽ là cái bản Smartoon mở tua nha. Rồi, cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em. Ủng hộ cháy máy luôn. Thì để mình sửa. Rồi, mình sẽ lấy tiếp tục vào cái máy Motoscan này ra luôn. Được chưa? Rồi, ba máy. Nhiều anh em nào hồi giờ đang xài ba máy này, chúng ta sẽ kết nối luôn nha. Được chưa? Rồi, chia sẻ nhanh lên đi. Cả nhà ơi. Và khóa học cuối tháng 12 này, anh em nào có nhu cầu tham gia thì các bạn để lại comment. Liên hệ với Đình Tuấn. Và theo anh em có một cái lỗi R-1 này, chúng ta có cái gì để chúng ta giả lập không? Đây. Anh em chờ không ạ? 8 giây. 8 đến 10 giây. Đây. R-1. Có anh em nào giả lập được cái này là biết đứt dây hay là đồng hồ không? Cái này vẫn nổ máy nha. Đang bị báo cảm ứng góc. Có anh em nào giả lập được cái này không?
Rồi 8 giây, đó. Có anh em nào giả lập được cái này chúng ta comment. Đức dây đen, sao đức được dây đen anh? Có anh em nào giả lập được cái lỗi R-1 này không? Giả lập được không? Đây, R-1 này nổ máy nha anh em. Thì chia sẻ, Lưu Thắng, em chào bắn và anh em thợ cả nước. Ok, xin chào bắn. Chia sẻ đủ hơn 100 người đi, nhanh lên nào. Có cái nào giả lập được cái này không ạ? Và đồng thời mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối cổng Kalai. Cổng Kalai này thì đã có nguồn và có mát, nguồn trực tiếp. Rồi dây này sẽ là lên đồng hồ để báo lỗi. Đây sẽ là cảm ứng góc, mình sẽ mô phỏng cho anh em giả lập tất cả luôn. Nếu còn thời gian mình sẽ kích hoạt cho anh em quạt. Nếu quạt nó hư thì chúng ta sẽ kích hoạt. Và kích hoạt đèn đêm, vân vân. Những cái dòng xe này chúng ta được phép kích hoạt. Rồi, và sẽ giả lập cái R này luôn. Đấy, có rất nhiều các bạn kết nối với máy thì các bạn bảo tại sao nó lại báo cái đèn vàng, lại báo R-1 nhỉ? Bởi vì các bạn rút cái này ra để anh em kết nối trên cái dòng xe IA thì đương nhiên nó sẽ báo cái đèn FI và đồng thời R-1 ở trên đồng hồ thôi. Bởi vì chúng ta rút dây Kalai ra mà. Rồi, chia sẻ nhá. 100 người chơi phát đi. Nhanh lên cả nhà ơi, mình còn đi sửa đồng hồ. Xe này khắp để lại thì mình chia sẻ luôn, chẳng có cái gì cả. Chia sẻ đi anh em ơi. Chia sẻ thực lực vào có cái gì đâu. Chia sẻ anh em ơi. Nhanh lên cả nhà, mỗi người bấm khoảng 10 nhóm, 10 người bấm khoảng 100 nhóm. Chia sẻ đi, nhanh lên. Rồi, 73 người chơi rồi. Tình nhiều khi không mà có. Đồ ad này mà nhiều anh em vẫn bị hằn. Te sạc ở trên tiệm trên còn con nữa, con tai nạn bể hết cả sạc. Tiệm 1 ấy, lúc trưa mình đã chụp hình gửi anh em ấy. Nó còn một con tông mà thằng ấy không chết, bể hết cả đây, cọp cả rắc, chạm ba cụp hết. Con xe này xe bảo dưỡng nha. Đồ cái còi này trong hết gần 200.000. Trời, đồ xe này gần chết rồi, xe này ơi, rồi xe này để này thôi chứ mai mốt nó chập hết. Trời, thợ nào làm ẩu quá trời luôn. Rồi, mai bảo lính băng bó rồi lại. Và anh em vẫn chết ở nhiều cái, ở cái dây này này, dây sau khóa này. Thấy chưa? Có rất nhiều anh em vẫn chết ở đây này, nó lỏng ở đây này. Vẫn tìm không ra bận. Thì đương nhiên thì đo về IC thì không thấy nguồn, chẳng hạn như thế. Rồi. Thôi vào luôn nhá. Anh em không chia sẻ thì thôi vào luôn. Ông nào xem được thì xem nha. Rồi báo lỗi R-1 này thì ok, mình sẽ mô phỏng cho anh em cái bộ giả lập anh em đang xài ở đây. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cô lập luôn cái đèn R-1 để cho nó xuất lỗi là cái gì. Được chưa? Đó. Được không ạ? Viết một ngày nào đó. Không nổ máy này. Rồi báo R-1 này. Thấy chưa? Khó với anh em này. Đó. Ok chưa?
Ok, đề không nổ nha. Rồi giờ lại nổ. Rồi không nổ luôn. Giờ nổ, ok. Rồi cứ cho là vậy đi. Được chưa? Rồi. Ok. Trong vòng 8 đến 10 giây nha anh em, nó sẽ báo cái lỗi RJ1. Rồi ok. Vậy mình sẽ tăng cam lên mô phỏng cho anh em đang dùng cái bộ giả lập này, các bạn chơi luôn được nha. Rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối JDC. Ok, mình sẽ quay cam qua đây cho các bạn nét luôn. Đâu nhỉ, hơi bị cao nhỉ. Rồi anh em thấy rồi đúng không? Đây. Đúng không ạ? Rồi cái dây này chúng ta sẽ đọc lỗi nha. Thì cái xe này nó sẽ khác với cái dòng xe Sirius và Jupiter và Novo. Anh em nghe ở đây chúng ta hãy làm, chịu khó xem. Clip này nó khá là bổ ích. Thì dây xanh lợt nó sẽ là cổng ca lai thôi. Đấy, xe nào có nguồn thì chúng ta không cần phải mượn nguồn ắc quy như thế này ở hai kẹp cá sấu. Đó, nguồn với mát để làm gì, để nuôi cho máy. Cái quan trọng là dây ca lai, dây xăng lợt. Cái này nó sẽ chạy lên IC để chúng ta đọc cái dữ liệu động cơ, mã lỗi vân vân. Còn dây xăng lợt này, dây đơn nó sẽ chạy lên đồng hồ. Đó. Ôi, thì cứ coi coi như là cái này kết nối như kiểu cái dòng xe Sirius và Novo đi. Đấy, cái này nó sẽ có nguồn trực tiếp này, mình lôi cái rắc này ra luôn. Rồi. Dây màu đỏ sọc xanh trực tiếp. Dây còn lại sẽ là dây đen, ký hiệu trên dòng xe Yamaha là mát. Nguồn mát trực tiếp. Rồi, dây đọc dữ liệu. Tí cái này tính sau. Rồi, R-1 thì các bạn hãy giả lập cho Thị Tuấn cái VS. Nha, cái dây màu vàng này trên cái bộ giả lập này nha. Đó, bộ giả lập này hầu như nó kích hoạt đánh lửa, hầu như nó làm hầu như còn nhanh gọn hơn cả motobox. Nó thua cái motobox là không nâng cấp được phần mềm và không tua được đồng hồ thôi, bởi vì nó rẻ mà, nó rẻ mà nó làm cực kỳ là nhanh. Rồi chúng ta sẽ kết nối đây, cái dây này đúng chạy lên đồng hồ nhá, nhiều lúc các bạn lại đâm vào đây không được, thấy chưa, thấy chưa nào. Ok, vậy lúc này chúng ta sẽ là gì, kết nối hai kẹp cá sấu nguồn và mát nuôi ở thiết bị, chúng ta sẽ bật lên. Rồi thì tất cả cái bu lin này không sử dụng thì chúng ta tắt hết về chế độ bình thường. Và hai bu lin này chúng ta sẽ tăng hết. Đấy. Tắt hết rồi. Đấy. Thì cái này nó đang để ngược chiều nhá, bởi vì cái dây này nó hơi bị ngắn. Anh em thông cảm. Ở xoay hết lên này. Xoay hết lên này. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ bật lên. Xem còn R-1 không. Đó. Rồi chúng ta chờ tới 8 đến 10 giây. Ok chưa? Rồi, đấy. Tắt ngay R-1. Anh em muốn làm cái gì thì làm. Đấy, cho anh em khỏi cần suy nghĩ. Dễ không? Bấm cái OCK. Được không? Ok. Đấy, bây giờ các bạn muốn làm cái gì cho nó khỏi báo R-1 thì các bạn làm. Hoặc một ngày nào làm như vậy, các bạn chỉ cần giả lập như vậy. Không lên, một đứt dây, hai chiếc đồng hồ. Thấy chưa? Xoay hết hai cái bu lin màu vàng này hết cỡ. Rồi xoay lại sẽ báo này. Đó. Chúng ta thấy không? Đấy. Rồi. Thấy chưa? Nó sẽ báo. Rồi anh em muốn ok tắt khóa điện. Xoay lên hết. Đấy các bạn nào cần sản phẩm comment. Cái này giả lập VS, giả lập đánh lửa. Hầu như nó kiểm tra hầu như bố đời luôn. Trên Việt Nam chưa có đâu, trên Việt Nam nó chỉ có mới giả lập ở kiểm tra cảm biến thôi, cảm biến CKB thôi. Còn để đánh lửa tín hiệu xung, kích hoạt đánh lửa kim phun rồi. Ui rồi, còn nhiều lắm. Rồi. Tín hiệu điện áp ông Trần, giả lập điện áp có một bay đồng hồ. Cái này không thể nào giả lập điện áp được nha anh em. Anh em mà cắm điện áp vào thì khéo đồng hồ lại xịt khói. Tầm bậy nha Tây Ga Xuân Dần. Điện áp là sai nha. Cắm điện áp vào là tiêu ấy.
Nhiều mai anh em lại không biết, anh em lại lấy cái dây này chúng ta lại cắm vào dương ắc quy cái để tí lại sửa đồng hồ. Nhớ nhá, không được nghịch như vậy. Ừ, cái này phải trẻ em phải trên 18 tuổi nhá, dưới 18 tuổi nghịch là chết đấy. Rồi ok. Vậy lúc này chúng ta sẽ hiện thị mã lối nếu cảm biến góc này hư hoặc là chuột cắn đúng không? Nó như quả lắc vậy ấy. Rồi, chuột cắn đi. Ok. Rồi, nó như quả lắc. Có thể rồi. Ờ, để đâu có thể là hư cảm biến góc hoặc là mất. Đúng không ạ? Rục. Rục luôn. Rồi. Thì lúc này có bơm xăng. Như ta để sẽ mất lửa cao áp. Ê, ok chưa? Sẽ không nổ này. Ê. Thấy chưa? Tại sao không báo lỗi? Nó sẽ báo lỗi 30 bởi vì chúng ta rút rắc calai ra rồi. Thì lúc này IC nó sẽ có lỗi. Và chúng ta sẽ không nhìn được đồng hồ. Bây giờ sẽ cắm vào cho anh em nhìn thấy lỗi luôn nha. Rồi, nó sẽ lỗi bảo, bảo cảm biến góc. Rồi, ok. 30-41 chẳng hạn như vậy. 30-41 gì ấy, 41. Đấy, ok. Bởi vì lúc này có dây calai thì lúc này anh em bật lên có gì? Có gì? Mất luôn này. Thấy chưa? À, không bơm, đồng thời mất lửa. Còn các bạn này rút ra thì các bạn vẫn nghe tiếng bơm xăng nha. Đấy thì tùy theo, cái này anh em về nhà luyện nha. Mình sẽ tóm tắt nhanh thôi. Ok. Rồi thì lúc này các bạn ăn luôn cảm biến góc thì các bạn sẽ cấy một con điện trở vào. Đấy, tùy theo anh em cấy trở và đồng thời nó sẽ thay đổi giá trị điện áp. Trở nhỏ thì điện áp sẽ lớn và trở lớn điện áp sẽ giảm nha. Thì chúng ta chỉ cần hai con điện trở chúng ta cấy vào đây. Thì anh em có thể ăn cảm biến góc luôn, không cần cảm biến góc đâu. Chứ ai bảo xe này bỏ cảm biến góc ra là bị gì? Bị sai quy định. Ai bảo bỏ cảm biến góc này ra là phản. Thấy không? Nói với các bạn một con xe S-Sai này. Bây giờ con này tầm khoảng 17-18 triệu. Tại sao con SH này 115 triệu? Tại sao không được trang bị cảm biến góc? Được chưa? Nó té một phát thì hầu như nó hư nó sẽ là khá là nặng tiền. Vision này không được trang bị cảm biến góc, hầu như tất cả giá xe này không được trang bị cảm biến góc. Valeo chạy 150 full remap làm nồi chạy như một thằng điên thằng khùng không có cảm biến góc. Thì cái này các bạn ở quê thì các bạn không cần thiết. Đấy, nhiều lúc bây giờ nó bị chuột cắn các bạn không cần phải lao đao, các bạn cấy trở vào. Rồi thì điện áp nó từ bao nhiêu thì Tuyền Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em. Nó hầu như nó trên 1V đấy. Đúng không ạ? Trên 1V trở lại. Rồi mình sẽ đo cho anh em ở trạng thái này nôm na thôi nhá, cho dễ hiểu. Thì chúng ta cứ nghĩ là cho đi rồi sẽ nhận lại. Cảm biến góc nó như là vậy. Từ một con ECM nó sẽ gửi một cái điện áp giá trị nhất định là 5V đến cảm biến góc. Đúng không? Dây còn lại nó sẽ là mắt chung. 5V nó như kiểu cảm biến ấy. Bộ ba cảm biến dây màu xanh và dây màu đen sọc xanh như mát và điện áp 5V nuôi cho bộ ba cảm biến này thôi. Thì lúc này IC nó cần lại, bây giờ tôi cho ông đi 5.000 thì ông phải gửi cho tôi khoảng 500 đồng cho tới khoảng hơn 1.000 thì cái điện áp ở đấy cho anh em dao động để chúng ta giả lập điện áp khoảng 1V cũng được, 1V2 cũng được, hoặc là nửa V cũng được. Con IC nó chỉ cần nhận như vậy thôi. Tôi cho ông đi 5.000, tôi chỉ cần nhận về khoảng 500 đồng hoặc là 1.000 thôi. Hiểu chưa? Nó như kiểu mà các bạn mua máy Đình Tuấn này. Rồi, mua máy thì các bạn được ưu đãi gì, nhóm học, tài liệu thế thôi. Sở mất tool thì phải đổ như liên tục. Đấy, nhưng các bạn không cần phải ở quê, phải mẹ phải hỏi thằng phụ tùng này, họ thằng kia để cảm biến góc. Được không? Để biết sao chúng ta hết cái lỗi này. Để phát nổ. Được chưa? Đấy thì các bạn sẽ dùng điện trở nha. Con khoảng 4kg, con 2kg là được. Hoặc là 4kg, 1kg cũng được. Nếu anh em nào không biết thì tí nữa mình sẽ đấu. Mà SH đây trị giá phải hơn 100 triệu. Chẳng thấy cảm biến góc đâu.
Còn cái này các bạn cứ lăn tăn làm cái gì? Mỗi cái thằng hãng xe nó thiết kế khác nhau. Ai ông nào bảo phản khoa học? Thà bây giờ những cái dòng xe tất cả nó có cả bí gốc mình bỏ nó mới phản khoa học, phải hư dục quăng. Rồi rồi thì ok, cái này mình sẽ mô phỏng cho anh em một phát hai chức năng luôn, vừa tín hiệu xung vừa điện áp. Rồi, anh em chỉ cần giả lập cái điện áp tương xứng như vậy thôi, thì mình sẽ dùng đồng hồ cho anh em xem có cái gì đâu. Ở đây mình sẽ dùng đồng hồ cho anh em xuất ra một cái điện áp cho các bạn biết luôn, các bạn nhớ để các bạn cấy cấy chở nhé. Rồi anh em nhìn thấy điện áp không? Rồi anh em nhìn thấy không ạ? Tuấn nhìn thấy khá là rõ. Ok rồi, một que chúng ta sẽ vào mát ắc quy hoặc là mát sườn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra điện áp. Điện áp này cố định nó sẽ là điện áp 5V nuôi cho cảm biến gốc. Anh em chẳng cần nhớ dây nào dây nguồn dây mát đâu, cái đồng hồ nó sẽ chỉ cộng trừ đo hai dây ngoài nếu anh em là không thuộc màu dây. Đồng hồ này anh em chắc nhìn thấy rồi đúng không? Khỏi đổi đồng hồ ấy. Rồi anh em để thang đo vôn DC nhé, ở điện áp một chiều. Đây chẳng cần quan trọng đâu, cái này có mà nhắm mắt thì anh em cũng đo thôi. Cứ đồng hồ ấy nó chỉ trừ thì chúng ta lộn que đo, nó chỉ đúng là đúng, đúng không? Cứ đỏ này sẽ là điện áp 5V, đen sẽ là mát, mát chung cảm biến, dí hai dây, hai dây ngoài cùng đồng hồ này. Anh em thấy không? Rồi, căng đét 5 áp. Ừ. Điện áp 5V thấy không? Nó trừ thì chúng ta đo lộn cọc. Thì chứng tỏ que đỏ này nó sẽ là mát từ IC cung cấp cho cảm biến gốc. Và cái que đen này nó sẽ là điện áp 5V. Đấy. Rồi thì anh em muốn đúng chiều chúng ta lại que que đo lại. Ông nào bảo các bạn dạy sai. Đúng không? Chẳng có cái gì quan trọng các bạn có làm được việc hay không. Rồi, được chưa? Căng đét. Anh em nhìn thấy không? Nhìn thấy bấm cái OK. Được, anh em có thấy mỗi bấm OK thôi. Được chưa? Đó, hai dây ngoài này. Rồi. Chưa ăn. Thấy chưa? Rồi các bạn muốn bấm nút nhớ. Rồi nó sẽ nhớ lại cho các bạn 5V, các bạn thả tay ra. Rồi, hai que bên ngoài. Được chưa? Điện áp phải 5V. Không có thì bị đứt dây. Đấy. Nó sẽ nhớ cho các bạn. Nhớ vào, ghi vào trong cái sổ ấy. Đấy, chẳng khác gì dạy online đâu. Không nhớ thì ghi vào trong cái sổ. À, cảm biến gốc này có 3 dây. Ghi 1 2 3 vọc 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 xuống. Hiện tại đang đang cái mũi cài bên trên thì vẽ như thế này, trái là mát, bên phải sẽ là điện áp 5V, mát từ IC, điện áp từ IC cấp cho nó. Nếu biết vẽ tôi chỉ cho cái vẽ. Ngày mai còn cần hỏi. Ôi như vậy là sẽ nhanh như thế này. Alo. Xong rồi khi nào đấy? Bây giờ hả? Nửa tiếng đấy đi. Đang có câu chuyện chút. Ok. Yes. Không biết chỉ vẽ như thế này này, ghi chữ cảm biến gốc vào đấy thì vẽ nó easy luôn đúng không? Mát rồi điện ở dưới ở kia dây tín hiệu điện áp từ 0,5 cho tới 1V, ở bên này sẽ là 5V. Không biết 5V từ đâu, ghi IC, IC cấp 5V. Rồi IC cấp mát.
Cái này tín hiệu điện áp 0,5 cho tới 1V, giả lập đưa vào IC, ghi vào. Thế còn phải hỏi. Cái này đang là cái live stream, tôi sẽ làm nhanh hơn một chút xíu. Rồi sau. Rồi tôi sẽ giả lập điện áp thì các bạn có thể mua trở, các bạn cấy nhé. Các bạn tính toán, các bạn đo ra. Thế là còn sửa đồng hồ anh em ạ. Bởi vì live stream cho anh em một cái là quá ok rồi. Thì anh em nào muốn cảm giác thăng hoa phê thì mua máy đi, tặng nhóm học online hoặc đăng ký. Rồi tiếp tục tôi sẽ dùng đồng hồ để tôi chất một cái điện áp cho tôi mong muốn cho anh em 1V đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp mát đồng hồ. Bấm trả lại cái nút này cho nó tự do về ban đầu để chúng ta đo được điện áp. Được chưa? Rồi sẽ chất cái dây điện áp ra là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ xoay điện áp milivolt. Rồi cái này một đó, được chưa? Đó, cái này xoay hết sẽ là 5V nha, anh em nhìn thấy không? Không thấy thì bảo đổi đồng hồ nha. Rồi 4V này, được chưa? 2V này, chúng ta sẽ cho 1V luôn, không cần thiết. Trong nếu cái trong cái máy chuẩn đoán của các bạn tiêu chuẩn nó sẽ là điện áp khoảng 500mV là khoảng nửa volt, cái này khoảng 1V, volt 2 nó nổ ngay. Rồi cho 5.000 tôi sẽ nhận lại khoảng 500 đồng cho tới hơn 1.000 mà. Ok, tôi sẽ chơi khoảng 1V mốt đi. Được chưa? Đây. Rồi ok, tắt khóa điện. Thì bây giờ IC cung cấp nuôi cho cảm biến gốc nó sẽ là điện áp 5V. Thì bây giờ nó chỉ cần đưa về, gửi về điện áp về khoảng nửa volt cho tới 1V ICT. Được chưa? Tôi bật lên. Bật lại cái nữa. Thấy chưa? 1V1 thấy chưa? Có bơm xăng này. Hết báo lỗi 41 này. Đó. Đấy thì các bạn có thể tính toán điện áp từ nửa volt cho tới khoảng 1V 2, volt 3 gì đấy nha. Nó sẽ là ok. Được chưa? Rồi bây giờ lấy ra đo lại này. Đấy, volt 1. Đó, nhìn thấy đồng hồ không? Rồi chúng ta sẽ xoay về khoảng nửa volt này. Nó cũng nổ bởi vì chuẩn nó là nửa volt mà. Rồi 0,8V, 7. Rồi 0,69. Rồi cái này nửa volt đúng không? 566, gần 600mV, 550. Rồi chúng ta lại cấy vào. Đo trước nhá, đo tính toán điện toán trước rồi chúng ta sẽ cấy sau. Rồi. Rồi ok. Được chưa? Đó, lúc này là ok rồi. Còn anh em tiếp tục, lúc này chúng ta đang giả lập điện áp cho cảm biến gốc. À, bởi vì cảm biến gốc hư, chúng ta tiếp tục giả lập xem. R-1. Xem sao. Rồi chúng ta lại kích hoạt cái dây màu vàng vào. Chơi 2-1 nha. Rồi tắt khóa điện đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vặn hết hai buli màu vàng xem. Rút cổng calai ra rồi. Rồi chúng ta vừa giả lập calai, vừa giả lập cảm biến gốc nguyên OCK. Xem cái bộ này nó làm được nhiều chức năng không. Rồi OCK quá hoàn hảo, nổ máy luôn. OCK. Yeah. Thả tim, like, chia sẻ. Đó, rồi cái này đang giả lập 2-1. Thì lúc này các bạn có thể lấy điện trở, các bạn cấy và các bạn tính toán ra. Và các bạn lấy dây, các bạn quấn băng keo, các bạn bó lại là xong.
Đấy, thì cái này các bạn về nhà phải tự tính toán ở điểm trở thì đầy đây mất công để mình phân tích dữ liệu không hết thời gian đây, thấy chưa? Đó, điểm trở đây, điểm trở này sẽ không bao giờ phân biệt đầu này đầu kia, cực này cực kia nha nha, anh em sẽ cắm đầu nào cũng được. Đây này, con này tôi cắm vào đặc biệt chắc chắn sẽ nổ. Đấy, các bạn sẽ đấu như kiểu mà cái lưới cào ấy. Đây, con này đấu vào sẽ nổ này. Rồi tôi đấu luôn cho anh em xem một cái để anh em kết thúc và đồng thời chúng ta cất luôn cả miếng gốc cho nó đỡ đường ra. Rồi thì anh em nào quan tâm về cái bộ giả lập này thì các bạn comment luôn, nó làm rất là nhiều ý nghĩa trong cái cuộc sống này, giúp ích nhiều anh em thợ thành công. Đấy, bỏ tiền ra mua đồ chơi nó phải xứng đáng. Tôi sẽ làm những cái clip video hướng dẫn cho các bạn trên cái YouTube rồi. Rồi lúc này tôi sẽ đấu luôn cái rắc này lại để cho nó không còn lỗi R-1. Và lúc này tôi sẽ đấu điện trở cho anh em. Không biết điện trở này có xài được hay không thì tôi cũng thử nghiệm. Chói mắt quá anh em ơi. Rồi, ok. Rồi, tôi sẽ đo điện áp ra cái đá, con nó ok chưa cái đá. Bật khóa điện. Chói mắt quá anh em ơi, nó gần cái bóng đèn ở đây nó hơi bị chói anh em. Đó, nhìn không thấy đường xá gì luôn. Nó khá là chói. Chân tay lại run lập bọc nữa. Nó chói, nó nắng nóng lắm anh em. Nhưng miễn sao chúng ta cảm thấy được vui thì chúng ta sẽ ở bên nhau thôi. Đấy, không biết thời gian 45 phút có đủ chia sẻ với quý vị và anh em thợ sửa xe máy không. Rồi tôi sẽ đo điện áp ra khi mở khóa điện. Tôi hơi bị mệt hôm nay, có thể chân tay nó khá là run. Rồi cái này thì không được. Rồi tôi cũng cắm thử nghiệm vào xem nó có chết đồng hồ hay không. Con này thì không được, hên xui. Thì các bạn tính toán điện trở như vậy, điện áp nó sẽ dưới 1V là ok. Ở cái này không được bởi vì điện áp trên 2V rồi. Ok, tôi sẽ quay lại. Rồi nổ. Nó bị lỏng chân. Về nhà các bạn sẽ làm như thế này nha. Đấy, các bạn sẽ cắm vào hai chân ở ngoài và chân ở giữa, các bạn sẽ đo như vậy. Ví dụ điện áp trên 2V thì các bạn lại thay con điện trở nó lớn hơn nha, điện trở nó nhỏ cứ khoảng 4 ký là đẹp đấy, 4 ký mấy 2 ký hoặc là 1 ký gì đấy, các bạn đấu như vậy. Thì các bạn sẽ móc hai chân nguồn và mát 5V và các bạn sẽ đo dưới giữa ra, nếu mà điện áp khoảng volt 2, volt 3 đến nửa volt thì các bạn cắm vào phát ăn ngay. Rồi các bạn làm gọn xong các bạn kẹp lại, các bạn cấy như thế này. Rồi, làm cho sát lại, cắt cho sát lại. Đây mình đang mô phẩm thôi. Rồi các bạn cuốn băng keo hoặc các bạn hàn chết vào trong này. Các bạn cuốn băng keo lại, thợ nó không biết đâu. Cuốn trong này luôn. Rồi ok. Thì các bạn chỉ cần nhìn như vậy các bạn cũng làm được rồi, không cần tỉ mỉ lắm đâu. Rồi, lúc này mình sẽ kết nối cho anh em những thiết bị máy chuẩn đoán nhé. Chúng ta làm nhanh cho rút gọn. Rồi, ok, trở lại về zin. Cắt mấy cái này ra cho nó gọn. Rồi, thì máy chuẩn đoán như sau. Thì anh em kết nối cái này khó bởi vì IA này anh em phải biết đời nó là trước 2018 hay sau 2018 hay là Smoky.
Và các bạn phải bật khóa điện làm theo nó. Rồi thì đầu tiên anh em đã mua con MST thì mình sẽ mô phỏng cho anh em con MST trước ấy. Được chưa? MST. Rồi, MST chúng ta sẽ kết nối cáp như sau. Đây, của Yamaha. Rồi, chúng ta kết nối vào. Thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ cắm cái rắc này vào. Đấy, cái này để chúng ta làm cho những cái dòng xe không có nguồn, có mát thì chúng ta phải cấp mát để nuôi cho thiết bị máy thế thôi. Cái máy này nó cần có cái điện áp khoảng 14, 15V đổ lại nha anh em. Quá thì nó xịt khói. Nó nhiều kiểu như kiểu sạc ấy. Rồi ok, cho camera sát lại. Rồi chúng ta cũng lấy cái dây calai ra. Calai này hơi bị cứng nha anh em. Rồi thì lúc này cái đầu này sẽ là cái rắc cái này, chúng ta kết nối với IC này. Đấy, nó có nguồn có mát thì chúng ta không cần phải cần kẹp ắc quy cắm vào, lựa chọn. Đấy ok, các bạn không cần cắm cái này vào trong này đâu. Đấy, hoặc cắm cái này vào cho nó hết báo lỗi không. Ok. Đó. Bật khóa điện lên. Đấy, thì chúng ta sẽ kết nối như vậy, nó sẽ tắt cái đèn R-1, R-2 bởi vì nó thông. Cái này không thông. Đấy, vô tác dụng. Thấy chưa? Vô tác dụng. Đấy, vô tác dụng. Rồi, cái đầu này nó vô tác dụng. Rồi thì anh em sẽ nhìn ổ khóa kia, chúng ta phải làm theo nó nhá. Đó, ổ khóa đó. R-1, R-2 không quan trọng. Cái vấn đề bây giờ chúng ta đọc phân tích dữ liệu, kết nối với xe. Rồi, chọn vào Yamaha. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào IA Việt Nam. Rồi, Exciter, GPR. Múc cái nào cũng được. Rồi, chúng ta phải làm theo của máy này. Làm theo các bước đây, tắt điện chính. Đó, thì anh em phải đọc chữ chúc kết nối. Yamaha này nó cáp với Honda. Rồi, chỉ cái này quá nhiệt tình luôn, không được 100% thì anh em phải cố gắng tắt khóa này. À, rồi bấm ok, làm theo nó cái đã. Rồi nó bỏ bật. Đồng ý. Rồi chờ. Đấy, nó sẽ vào ngay. À, chúng ta cứ làm theo nó sẽ nhận diện ngay. À, con Smart Tool này bản full. Rồi chúng ta sẽ đọc cái mã lỗi. Nó lại bảo tiếp tục tắt. Bật. Làm theo nó đồng ý, tiếp tục. À, chúng ta phải làm theo nó chỉ sao chúng ta làm vậy. Đây, chờ và đợi. Con này IA khá là chậm một tí nhỉ. Chờ, xin chờ. Vui lòng đợi. À, lâu thế nhỉ.
Rồi, chúng ta tắt làm lại nào, sao lâu thế? Thoát ra. Rồi, đứng im đơ luôn, đơ xuống luôn. Rồi. Tiếp tục. Bật lên. Ở cái này chuẩn bị cho lên cái bản V9 lên cho nó nhanh nhanh nha. Nó hơi bị chậm rồi. Kết nối. Kia. IA Việt Nam, GB cũng được. Chúng ta quên chưa bấm OK. Rồi đọc. Tiếp tục touch. Mở. Phải xoay này cho anh em nhìn thấy cái ổ khóa kia nhá. Mình tắt mở, mất công nhiều anh em lại không nhìn. Sao phê thế nhỉ? Rồi, anh em chờ một giây lát, coi nó quay tới đâu. Cầm này cũng mỏi tay quá. Còn nó có chạy không? Ơi, điện thoại comment nhiều quá nó đứng luôn rồi. Rồi. Đứng luôn. À, khá là lâu. Rồi, mẹ cái này chắc phải dùng búa quá. Dùng búa bảo nó mới nghe quá. Enter. IA Việt Nam. Rồi, Enter. Và tắt. Máy ăn dần chắc chẳng làm được con này đâu, ăn dần nhỉ? Ăn dần nhỉ? Thì trẻ nó lại bảo tắt. Bật. Rồi ok, thôi bên này nó không cho đọc thì thôi. À, điều chỉnh, đọc mã lỗi, xóa mã lỗi, xóa được rồi. Hành động này sẽ xóa dữ liệu, mã lỗi, ok. Touch. Ok. Bật. Lại làm theo tiếp. Touch. Ok. Bật. Hai nháy. Mẹ em 2021. Ôi giời, xóa lỗi thành công. Mẹ đọc thì hơi bị lâu, xóa thì hơi bị nhanh. Ok. Ê. Rồi, chế độ chẩn đoán. Tắt. Bật. Rồi, lại tắt. Hai phát. Ok. Mở. Đủ cái này chắc hết cơm quá. Rồi xe này chưa nổ máy thì các bạn sẽ đọc ở như thế này thôi. Đấy. Đấy, các bạn sẽ kéo qua từng trang này các bạn đọc. Nhiệt độ khí nạp 26 độ. Làm mát. Rồi sung hết. Đấy. Ok. Được chưa? Đó. Ăn gian luôn. Ăn gian luôn. Ơi, ăn gian. Khỏi cần tắt máy, ăn gian luôn, ăn gian luôn. Rồi nó không cho nữa. Rồi nhiều lúc chúng ta ăn gian không được, đúng không ạ?
Nó bảo ok. Không cho, đúng không? An Giang không được. Không được An Giang. Ủa, lại tắt tiếp. Đấy, cứ tắt và bật thôi. Rồi, hơi bị lâu, lằng nhằng quá. Cứ lằng nhằng hết cả Nguyễn Khắc Điệp nhỉ. Không nhớ rồi. Cứ làm theo nó anh. Mẹ bố bài bắt tắt rồi mở luôn. Chế độ chẩn đoán đơn giản. Rồi, cái này nó tất cả tiếng Việt, anh em nên vào chế độ chẩn đoán đơn giản. Ok. Rồi, cái này vòng tua máy nó hơi bị nhỏ nha anh em. Rồi, nhiệt độ động cơ, mã lỗi, nhiệt độ khí nạp, áp suất khí quyển, tốc độ, ắc quy, TBS. Phát ra. Và chế độ đơn giản. An Giang luôn. An Giang luôn. An Giang luôn. Không cho. Rồi. Rồi, anh em phải tắt khóa. OK bật. Rồi tắt cái nữa. Hai phát nha anh em. Bật. Nổ máy. Nóng luôn. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ kết nối Motocan và Smart Tool nha anh em. Cứ như vậy chúng ta múc rút cái line ra. Sai nó hơi bị phức tạp như vậy ấy. IA chức nào cũng vậy. Còn máy thì tùy theo cái bản cũ bản mới thôi. Nóng quá, bật cái quạt cái. Rồi, tiếp tục nó sẽ là motor scan. OK. Thì anh em cũng vậy thôi. Motor scan thì cái này mình có cái jack mình độ cho IA ở đây. Con này mà nóng tiến chắc lấy cái búa đập luôn. Nên nhiều bố bây giờ lên trên mạng mua những cái máy 2 triệu về nhà chắc 3 bữa đập. Nhiều bố bây giờ lên mạng mua những con MST mà 2 triệu ấy, chắc về nhà xài không được, chắc lấy búa đập luôn. Bởi vì cái này nó bản nó lớn này nó chạy không nổi, chưa nâng cấp. Còn cái bản 2 triệu chắc về nhà lấy búa đập. Rồi. Rồi thì cái này em độ cái này thì em chưa có nguồn vào mát thì em sẽ lấy nguồn vào mát kết nối cho thiết bị máy nha. Đây cổng cái line. OK cắm phát anh ngay. Rồi. Rồi sẽ kết nối với cái jack này của nó. Bởi vì cái jack này jack đa năng mà. Ad này. OK. Xong, thì lúc này máy nó chưa lên nguồn thôi. Anh em hiểu không? Chúng ta lại tiếp tục dùng cái cộng kẹp nuôi thiết bị máy. Đó. Rồi, chúng ta lấy cái kẹp bình. Đặc biệt là bình ắc quy ở trên xe luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ kết nối. Rồi, lên. Chúng ta lại tiếp tục để bô. Rồi, cái này để đây cho anh em sướng hơn. Chắc máy ăn dần mà kết nối con xe này chắc ăn dần nó lấy búa ăn đập luôn quá. Rồi, mở công tắc máy. Kết nối. IA.
Oxy kệ, chúng ta sẽ chọn S. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đọc. Ok. Họp khóa. Mở khóa. Ok. Rồi, SM không có mã lỗi. Đấy. Được chưa? Đấy, ok. Rồi, chúng ta sẽ reset. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tắt khóa và mở lên. Cái này không phải phải chờ 5S đâu. Xoay khóa điện phát là tay xoay các bạn bật lên luôn. Cái này nó bảo đợi khoảng 5S, các bạn không cần phải đếm 1, 2, 3, 4, 5 đâu. Tắt bật lên luôn. Tắt, bật, bấm ok luôn. Đấy, ok, mã lỗi đã được xóa. 7.0, nó nhanh hơn. Ê, dần hiểu không? Dần con thấy chắc là cho thằng cu rồi live stream nó chơi em dần. Con máy của anh thì đời nhà Tống đấy, chắc để cho thằng cu nó live stream. Rồi, khóa on. Xe nổ máy, không nổ máy. Ok, ăn gian luôn. Rồi, ăn gian nó không cho, nó hiện như vậy. Rồi, thoát ra. Khóa on, không nổ máy. Rồi, tắt khóa điện, mở lên. Ok. Rồi, thì mặc định của trên dòng xe A, góc mở bóng ga khi chưa nổ máy, nó sẽ là 17 độ. Rồi, nhiệt độ máy đang nguội 39. Nhiệt độ khí nạp. Rồi, áp suất khí nạp. Rồi, hết. Đó, anh em đừng có hỏi tại sao khi chưa nổ máy, chúng ta chỉ đọc như vậy thôi. Trên dòng xe A, nó chỉ được như vậy thôi. Đấy. Anh em hiểu không ạ? Nó được lập trình trong con IC rồi. Cái này phải hỏi mới thằng kỹ sư. Ừ, tại sao xe A chưa nổ máy, coi được có mấy cái dòng này thôi. Đó, được không ạ? Đó. Hết. Ắc quy chống phụ không có. Nhớ nhá, chứ anh em đừng có mở này lên. Ui chà chà chà, xe này điện à, bướm ga tại sao lại 17 độ. Thấy không? Anh em đi mở TB ra thì nó hơi bị phê đấy. Rồi, được chưa? Đấy, chúng ta nhớ. Ăn dần, mai anh live stream con máy cho thằng cu nó bấm xóa lỗi phát cho em xem thử nào. Cho anh em xem phát nhá. À, vậy mà anh cứ mang ra hù ma dọa khỉ nâng cấp phần mềm. Ghê thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nổ máy. Rồi, cái này các bạn ăn gian luôn. Ăn gian. Đó, ok, không cần phải tắt khóa nữa. Ăn gian được, cho phép ăn gian. Rồi, điện áp của nó khá là cao nên xe này không ngờ hộp ga 700. Góc mở bóng ga lại về 0. Rồi, anh em sẽ coi điện áp cảm biến gốc. Đây, 585mV. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua smart tool. Nhớ nhá. Đấy, anh em chỉ cần cổng ca lai thôi. Rồi. Cho nó nhanh. Mẹ tắt mở nhiều quá, mòn hết cả ổ khóa. Rồi, test máy này cho anh trai luôn, ngày mai lên đường nha. Thuận buồm mà xuôi gió. Rồi đây. Ở trên này em có cọc cáp rồi, test máy thôi. Mới cọc lôi cáp ăn ra nữa. Đây. Sở mất tút. Rồi, 8.5 triệu. À, rẻ hơn cả cho. Nhiều anh em phải đi mua vào cái máy 2 triệu bạc về nhà xoay như trong trống. Mẹ bảo chết cha rồi. Em đã lòng tin anh.
thời nào đi thời đó thôi anh em ạ. Giống cái nghề sửa xe chúng ta cũng vậy, không phải là mẹ tay nghề 30 năm đẳng cấp, thằng này mẹ mới học một năm thua tao. Và thời buổi này nó thay đổi hết rồi. Rồi, anh em sẽ kết nối vào IA, đi với IA. Đấy, lại cắm vào rắc cái, cắm vào rắc đực, đực cắm vào cái. Rồi xong. Rồi, lúc này thì 3 dây này nó đã có nguồn, có mát. Máy lên điện. Và các bạn máy lên điện này thì các bạn đừng có vào đọc động cơ mã lỗi vội, các bạn phải mở khóa điện. Được chưa? Để nguồn nó nuôi cho con IC cái đã. Các bạn cứ thấy máy nó nổi nguồn lên này các bạn kết nối là không được. Rồi, chúng ta sẽ mở công tắc máy. Quay lại camera. Rồi, động cơ. IA. Rồi, cái này nó lại nhăn nữa, chẳng phải đi tìm ad sai gì hết ạ. Cái quan trọng là các bạn nhớ nó là trước 2018 hay sau 2018 hay là Smoky. Cái này trước 2018, múc. Có nhiều lúc các bạn là vô lộn, các bạn lại không nhớ được đời xe. Xong. Rồi. Nó bảo là off và mở lên on. Rồi, bấm ok là enter này. Cái này không có ok, cái này là enter. Rồi, chờ trong giây lát. Rồi, nhanh chóng, đúng không ạ? SU không có mà lối. Thoát. Rồi, xóa lối. Anh em nào cần mua 8 triệu rưỡi, tặng luôn nhóm học online chạy như thằng Lào ấy. Rồi, chúng ta nó sẽ báo gì? Ọp chìa và mở lên on, bấm ok. Tay này, lắc khóa. Đây, ổ khóa này. Mở, tắt mở. Đấy, off on, nhấn enter. Thì đúng cái màn hình lớn này, một người viết phần mềm đáng lẽ nó bảo là tắt khóa và mở khóa. Ấn phím enter. Nên nhiều lúc là IG off on chỉ mũi tên, nhiều anh em lại đọc không ra. Đấy là off khóa và mở lên on, nhấn enter. Fix xong. Đấy, chạy nhanh như thằng điện bởi vì thời buổi công nghệ mà. Rồi, cái này có cái kích hoạt kiểm tra. Off on. Rồi, ở đây sẽ là kích hoạt cho quạt quay này, đèn cốt pha này. Máy nào cũng làm được điều đó. Đây này, off này, anh em nhìn thấy đèn này, đó, đèn sáng không? Đó. Đó, thấy không, đèn sáng không? Đó, chỗ Avalax, đó. Đó, chúng ta kiểm tra công tắc bóng đèn. Đấy, giờ chúng ta tắt đi rồi. Đấy, thì không sáng, chúng ta bật lên công tắc là tốt. Nhìn này, đó, anh em hiểu không? Ấn, cứ bấm enter thôi. Đó. Ok, như thế này thì kiểm tra cho nó nhanh. Ê, chơi hù ma dọa khỉ tí. Rồi, ok. Rồi, ví dụ cái quạt này kết nước nó không quay, quạt này kết nước phải trên 100 độ C thì các bạn có thể kích hoạt kiểm tra quạt nha. Đây, quạt làm mát này. IA cho phép. Ui rồi đó, nó quay đó. Anh em thấy không? Quạt tốt. Rồi, quạt của anh chị còn ngon. Dễ. Và đặc biệt máy nào cũng làm được trên dòng CIA này nhá. Rồi, các bạn có thể kích hoạt cho đánh lửa luôn. Rồi, thoát ra. Rồi, keep full cũng được. Được chưa? Mô bịt sườn thì các bạn phải mở ra. Quạt à. Van IACV. Xóa lỗi lịch sử à. Nhớ IA thì làm được điều đó. Kích hoạt kiểm tra. Quạt nó quay luôn thôi.
Rồi, dữ liệu động cơ. Rồi, lại off và on khóa. Rồi, nó ra, máy này có ra được nhiều không? Chưa nổ máy. Ôi giời, máy này ra được thông số nhiều thế. Thì tùy theo cái máy, có cái máy nó đọc hạn chế, có cái máy này nó tuột ra hết. Nhăn. Mẹ đúng là chạy sau công nghệ thật, nhăn như kiểu diều. Rồi, tốc độ máy dòng RPM. Đây, nó gọi là không này. Đó, ok, thì tùy theo cái máy. Rồi, góc mở bấm ga này. Rồi, có cái thì bảo 17 độ chẳng hạn như vậy. Đó. Đấy, thì anh em dùng cái máy nào thì chúng ta phải quen máy đó. MST có cáp SH2020 không? Có anh. Rồi, nhiệt độ động cơ, nhiệt độ khí nạp. Oxy keo. 8 triệu rưỡi tặng nhóm học online kèm theo combo bộ tài liệu. 9 triệu 8 thì thêm 1 triệu 3 nữa làm full summer key. Và anh em nào muốn mở tour thì dùng cái bản R hoặc là bản F. Tất cả đều được tặng nhóm học online. Smart Tool có cáp SH2020 không? Có đầy đủ cho các bạn và anh em. Nhân tay comment để mua máy. Đấy. Hôm nay mình làm cho anh em xứng tầm tùy theo cái máy từ cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Cái máy này sẽ là máy cuối cùng chạy là nhanh nhất. Đấy. Thứ nhất là tuổi trẻ tài lại cao. Máy ra sau này thì đương nhiên công nghệ nó phải hơn những cái đi trước rồi. Đấy, thời buổi này mà. Đó. Rồi chúng ta loát ra lại này. Xe chưa nổ máy. Rồi dữ liệu động cơ. Đấy, anh em chỉ cần off khóa và on lên. Rồi bấm enter luôn. Nó chạy hết. Góc mở bấm ga như gì, không độ. Đấy, mỗi cái nó có một cái hay của nó. Rồi, điện áp cảm biến góc 585mV. Đấy, chúng ta giả lập khoảng vôn 2, vôn 3 gì đấy. 500 là ok. Điệp khắc Nguyễn, Nguyễn khắc Điệp. Cái này ngon này em. Nó kích hoạt đánh lửa, chỉ có dòng Saia thôi. Rồi, và xe này cho anh em một cái nữa là cái gì? Rồi, nhiều các bạn hỏi xe này có cài đặt lại giá trị CO không? Thì chúng ta sẽ vào đây. Bản phụ sẽ là hơn 18 triệu, đều tặng nhóm học online luôn. Máy nào cũng kết nối được ra nhớt hết. Máy này kết nối ra nhớt nhanh như điện. Rồi, điều chỉnh CO. Rồi, chúng ta lại off khóa. Rồi, chúng ta sẽ tăng chỉnh. Rồi, được luôn nhá. Ôi trời ơi, SI này hao xăng hả? Vào lượng lúa 5 lít. À, hụp ga hả? Đây. Rồi, chúng ta thấy không? Đó, những con SI nào mà hụp ga hả? Hoặc là hao xăng hả? Vào làm cái này 5 lít. Được chưa? Xe này hao xăng nhiều à, giảm nó xuống. À, rồi anh em nào muốn chia sâu hơn thì vào trong nhóm học online kế tiếp. Nó khá là nhiều mô phỏng và khóa này hãy xem thêm một con xe. Được không ạ? Cho nó nhanh chóng. Rồi những cái cáp này mà nó chặt quá anh em không lấy được, chúng ta lấy những cái vít dẹp. Rồi, có một cái bài học để chiến lược kinh doanh, kiếm tiền trong cái nghề sửa xe, mang lại cửa hàng, tăng thu, lợi nhuận thì các bạn comment đăng ký khóa học đặc biệt. Đó, chịu khó lấy đó, mất công đừng lôi này ra lại tụt ra cái rắc, rồi lại hư. Đừng có ép nó quá. Rồi, máy của anh trai OCK. À, càng sau thì nó chạy càng mặn. 8 triệu rưỡi chúng ta xử lý một cái máy này.
Hoặc anh em nào mà có 2-3 triệu thì chúng ta trả góp, tốt nhất là đi mượn luôn, mua luôn có 8 triệu rưỡi. Sau này nâng cấp, các bạn có hỏi có khác cái gì với bản R không? Giống nhau hết. Chẳng qua là nó sẽ là gì, cập nhật cho anh em cái biên bản mới vào cái thẻ nhớ này để chúng ta remap được nhiều dòng xe thôi. Còn là cái bản thường hay là bản cao nó đều như nhau. Bản thấp thì nó bị thiếu chức năng. Thì sau này anh em chỉ cần mượn cái máy tính, chúng ta sẽ cập nhật từ xa, nó sẽ lên cái bản R. Ở Nguyễn Khắc Điệp khóa sau đăng ký thêm 1 triệu nữa học tiếp, học để cho nó biết. Máy này có 8 triệu rưỡi làm được này. Ok, chỉnh được luôn anh ơi. Ở ra nốt trong khóa học anh em ơi, mình không còn thời gian nữa, mình ở đây thiếu gì xe. Đây ra nốt này. À, các bạn đang bị khó khăn về ra nốt, hẹn các bạn dịp khác mình sẽ mua phẩm, bởi vì bây giờ sẽ không còn thời gian. Đây ra nốt. Còn vấn đề các bạn bị làm xe bị hằn thì các bạn phải xem lại và chúng ta phải làm sao cho nó kỹ. Đây tiếp tục là các bạn gì nữa đây, của SM Tool thì các bạn cứ ủng hộ liên tục như này. Đây bản R này, rồi cho các bạn bóc tem, các bạn xem luôn cái bản R nó như nhau. Sau này các bạn làm để làm gì? Về nhà làm cái bảng này kiếm tiền, bỏ vào bồng binh, sau này nâng cấp nó như nhau. Đấy, chẳng qua nhiều tiền hơn thì ông làm được nhiều, mở tour được nhiều hơn thôi. 8 triệu rưỡi thì không làm được kỳ, 9 triệu 8 thì làm được kỳ. Đấy, nó hơn, nó như nhau cả. Chẳng qua thêm 1 triệu 3 nữa làm được kỳ, còn thêm ít tiền nữa remap được nhiều. Nên chúng ta không có gì phải bận tâm cả. Đây, máy như nhau, mai mốt nó nạp cho anh em cái phần mềm vào là xong. Không cần phải gửi máy, chúng ta để từ xa, bật cho Đình Tuấn cái laptop lên là xong. Ờ, R này. Còn tất cả là update của nó là mùng 9 tháng 11, 2021 như nhau hết. Nó khác nhau ở R, mở được nhiều tour. Đợi, như nhau. Đấy, anh em nào có khoảng 10 triệu đổ lại thì múc con này. Rồi, cũng mùng 9 tháng 11, 2021. Thấp hơn, mai mốt nạp cho nó cái phần mềm, rút thẻ nhớ ra, xóa cái này, đẩy cho cái file mới vào, lại mở tua phịt phịt. Cái phim nào không? Kệ. Động cơ. Yeah. Đây nè, vào đây nè. Trời ơi, đây kéo xuống dưới thông tin của IC cài đặt giá trị CO. Nên nhiều anh em hạn chế thật, tới đây là cái hết trà rồi. Thì chúng ta phải bấm mũi tên đi lên đi xuống này chứ, con nó chạy tới đâu rồi chứ. Đó. Ê. Ê, cài đặt CO. Mà lượm lúa nhiều con xe nào bảo hao xăng thì phải giảm mới phát khoảng 50% lượm 5 lít. Hộp ga tăng lên tí. Xem ở phân tích khí thải, dữ liệu động cơ, coi AF như thế nào. Sướng lượm lúa. Giá cao nhất hơn 18 triệu anh em. Anh em nào không học online thì em tặng quà. Còn anh em nào học online em tặng bộ tài liệu nhóm học online 17 đêm. 15 đến 17 đêm. Thấy không? Còn anh em nào mà không online em tặng quà. Thế thôi. Đấy, test máy cho anh em ok hết. Xe em đây em thử test máy ok em mới giao. Phần mềm mà thiếu đủ em nạp lại cho anh em. Mai mốt nâng cấp biên bản mới em lại nạp cho anh em. Ơ, clip livestream đến đây xin phép được tạm dừng nha anh em. Mình phải làm một cái đồng hồ đèn led cái đã. Mình đi ngủ mệt quá đâu. Làm cái đồng hồ này cái đã. Giờ này vặn mắt ra. Vào các bạn làm việc sấy khò. Nha, mai mình giao máy tiếp.
Rồi thì anh em đứng đây luôn, tôi bảo kiểm tra đèn led này luôn. Led này sao anh em lại bảo cái led này không sáng. Hướng dẫn cho các bạn kiểm tra led luôn nha. Rồi lỡ này mình khò ra mình thay mình sửa luôn. Led này có 3 sợi dây hả? Rồi ok, mình sẽ kiểm tra led cho các bạn. Rồi các bạn là cần cái bộ kiểm tra led này các bạn comment inbox luôn nha. Rồi xem nó sáng không này. Cái này chúng ta sẽ cắm vào điện áp 220 ở điện nguồn nhá. 220. Rồi, đây ổ cắm ở đây, chích vào luôn. Rồi cái bộ này chuyển đổi nó sẽ tính toán cho anh em điện áp tùy chỉnh nhá. Cái này đang là cao nhất khoảng 22,8V. Rồi. Mình sẽ kiểm tra. Rồi cái nào nếu có chân nhỏ, những cái dòng xe Honda A Black này các bạn ghim vào. Winner rắc nó nhỏ. Còn cái thằng SI rắc nó lớn chúng ta chọc. Rồi cái thằng khùng này, cái thằng này mẹ để pha đèn còn sáng nó mang đi sửa không? Đồ lòng quàng lại hư mẹ nó mát IC chứ nó mang đi sửa. Đúng, cái thằng này bị thần kinh thật. Đấy, đồ tôi lại mới bố luôn, cái đèn này mới bố bảo cháy, anh Tuấn ơi sửa giùm em một cái. Ồ, về nhà các bố mẹ không hiểu về đường dây điện này nó lại rồi. Cái riêng cái SI này ấy, nó sẽ là 12V ở cái công tắc đèn, dây còn lại nó sẽ là chờ từ IC dập mát cho nó, có vẻ là vậy đấy. Đấy, mấy anh em không có chúng ta sẽ xếp vào sơ đồ. Đây, đơn giản không biết cái gì vào đây. Mẹ chán thật, đèn led còn sáng mang đi kiểm tra. Vào đăng ký mua phần mềm của bên công ty Minh Phong. Không biết thì vào đây. IA SI. Vào coi mặt gì, mặt đèn đêm. Nó chỉ sao nhỉ? Rồi, công tắc đèn đêm. Đây, mát từ ECU. Đấy là khoảng cái đức mẹ cái dây này hoặc là hư IC dập mát thì mới bố nối ra mắt sườn dùm. Ủa, nhiều người mà chết mát IC bảo ở anh ơi có phải thay IC không, nối vào sườn. Rồi cái này nó sẽ ăn từ cầu chì này. Đấy qua công tắc này. Rồi đóng mở nó chờ mát từ ECU. Đấy cái này một là đứt dây, hai là chết mát. Chán cái thằng cu tèo thật. Vậy lôi đầu mang đi sửa. Còn cái đồng hồ kia nữa. Đây còn sáng này các bạn này. Mua cái bộ này có mấy trăm ngàn mới bố tiết tiền. Điện áp tự động tính toán rồi, cái dây nó hơi bị ngắn này. Rồi, lỡ may mà xui cặp vào nhau nó lại chẳng cháy này. Có dí coi từ bấy coi cháy không này. Và các bạn vừa mua về nhà các bạn đừng làm vậy nhá, mất công tôi lại bảo hành. Đây tôi thử test cho các bạn. Có cháy không? Điện tử làm như vậy quá ok, có mấy trăm nghìn bạc. Rẻ như la lúa, cần thì comment mua đồ nhiều tặng cho bộ xài chơi nha anh em. Có mấy trăm nghìn không mua mẹ cứ vậy mà đi sửa thì mẹ mất thời gian. Tôi nói là nhiều thằng nó bảo mẹ bây giờ nó hư, nó thay cho các bạn, nó lấy các bạn 3 lít về cái nó đeo sáng. Rồi nó bảo về nhà các bạn kiểm tra dây, các bạn làm gì nó? Đúng không? Bây giờ nó khò ra. Chả vào chết chip led. Nó lấy các bạn 3 lít. Rồi về nhà không sáng đúng không? Nó bảo đây ăn thử em video ok này, cái này chết chip led này. Nó bị chập cái gì này, nó mới chết chip led này, về nhà kiểm tra lại. Thì mới ông đi mẹ bỏ tiền ngu. Chấp nhận. Mua cái này có mấy trăm ngàn, coi như một lần coi như là ngu đi. Mang cái đèn led cho bọn nó sửa. Để cắm như tôi.
mẹ cứ mang tiền cho bọn nó ăn không không. Mẹ cái này mai tôi ăn 3 lít, làm gì tôi. Đó, nhìn nè. Chuyển nè. Pha nè. Pha nè, cốt nè. Cốt hai dâu này, pha một dâu này. Tí tôi khò ra thì mẹ mai tôi lấy 3 lít làm gì tôi. Thì mẹ bây giờ chập cháy mẹ lét rồi, ăn không sáng. Ôi rồi mày phải kiểm tra gấp. Mày phải kiểm tra gấp thì mẹ không cháy nữa lại 3 lít nữa thì mẹ nó đái mẹ ra còn. Đấy, có cái đồng hồ này bị gì nữa đây? Đây nữa này. Ồ, toàn ông cố nội không? Phê quá. Ba cái này làm trôi chảy mẹ mai có triệu bạc tiêu. Ba con này ngồi chơi đến mai ấy, đến khuya nay này trôi chảy mai có 1 triệu tiêu, đó là cái quy luật. Còn nếu có tình nghĩa anh em thì thôi, mai kiếm vài trăm ngàn uống nước. Kẹo thơm thì rẻ. Toàn với ông yếu thì mang nó thịt hết. Cái này bán mấy trăm ngàn, ăn ơi đắt thế. Thì cái này kiểm tra bố đời luôn. Để bán cho giá rẻ. Anh em muốn cái này bây giờ anh em muốn giá bao nhiêu tiền nào? Mai tôi sell một phát 50 cục tôi bán cho anh em lỗ chơi này. Theo anh em cảm nghĩ anh em thích mua cục này bao mấy trăm nghìn? Mai tôi sell một phát cho anh em 50 cục. Được chưa? Mày nhanh gọn chẳng cần cái thiết bị mẹ gì hết thì phải cắm cái điện áp 220 vào. Đấy, cứ một cặp này sẽ là mát, cặp này sẽ là dương, cứ vậy trọt. Lỡ may say say rượu quẹt vào à, vẫn không chết. Đấy, có đèn led ở đây nữa. Chán thật. Đồ mà thợ gì quá bình thường đi. Cái bóng đèn này nó có 3 sợi dây và cốt pha và mát. Thì phải kiểm tra rút cái rắc này ra, bật cái công tắc xem có điện áp 12V không. Có thì bây giờ chọt cái rắc nó ra, đừng cho mát từ IC nữa, câu vào mắt sườn. Đây nè. Dí vào mắt sườn nó sáng một phát là ok. Tôi chọt ra, tôi chọt vào bình luôn cho các bạn coi nhá. Chọt vào bình nó ở ngoài nó cũng như nhau. Ăn lớn lại đi lại cho ăn cái ăn đang đói Tuấn ơi. Mẹ các bố mẹ, đặc biệt là các bố ở ngoài Hà Nội ấy, mẹ toàn đi tuyến trên thì mẹ nó mổ phát nào về nhà đái không ra phát đấy. Lắp cái van ISC của Novo thì mẹ lắp không xong nó mổ cho phát gần 3 lít. Học bỏ ra 1 triệu thì bảo mẹ đắt thế. Đúng rồi, đắt mới rẻ. Nó mổ cho 2 phát cháy con IC, lúc đấy mới thấy là cuộc đời này nó có đắt mới rẻ. Ông em lắm đòn quá. Đây tôi chia sẻ cho hết anh em còn gì nữa. Thì mẹ khéo tí cái đồng hồ này, tôi đụng phát nó lại lên nguồn thì vỡ mồm. Tôi test cái đồng hồ này luôn. Điện áp cái này tự động mà. Cháy thế mẹ nào được, đúng không? Tôi đẩy luôn cái đồng hồ này luôn cho anh em. Đồ lỡ may mà ông nào đang sửa đồng hồ thôi. Mà bảo Tuấn ơi sao thử nó lại lên nhờ, thì mẹ mai lấy tiền thì chửi tôi. Mẹ tôi đấm vào mồm ngay á. Mang tới đây thì phải ra lúa nha. Làm không được thì tới đây phải chấp nhận ra lúa. Không có lèn hèn được. Khó mới mang tới đây mà. Đây không làm được chắc đập bỏ. Tí để bẻ mẹ điện thoại nữa.
này đít lác rồi. Quá, cái này mà ngày mai không phải năm xị thì cùi luôn. Mẹ tao sửa, đứng đây tao mở ra tao sửa luôn. Anh em xem clip tao ngấu hứng rồi, ok luôn, có cái gì đâu. Covid giờ đi đâu hết rồi trời. Cái bàn này không phải là cái bàn sửa đồng hồ anh em. Chưa ăn cơm anh ơi, chưa có tiền. Hết tiền cơm anh ơi. Ngày mai tôi làm năm xị ăn sáng. Phê ghê luôn. Đồ ốc vít anh em thấy không? Bộ tràn lan ốc vít hết. Kim dập mình kim này, nhổ kim này ra chủ mà lại biết không. Tiếp nè, cào này anh em à, nhiều anh em lên trên mạng mua cào phí tiền, mua cào này. Đó, cào ấy. Cào cái ra luôn. Trên bến sông có chiếc cờ nhỏ bằng đưa,
Đợi lượm lúa đó. Mấy cái này nó đơn giản quá mà. Mày là bưởi. Mày là bưởi. Mày là bưởi. Chuẩn bị xong xác. Lượm lúa nè. Đồ còn cái này nữa nha, cái này tí nữa còn ngon, thơm rồi. Lại thơm nữa này. Đấy, còn cái này, thích cái này bị cái gì biết. Tí cắm nguồn vào. Đêm nay chắc phải giải quyết xong, mai giao cho các tiền bối. Cái này mai có một bèo nhất phải 8 lít. Đấy, 8 lít ai cho anh em sửa xe ngày mai gãy lưng. Trời cho thì gặp thôi, có cái gì đâu. Tí vào trong bàn đàng hoàng kia soi vào đá anh em ạ. Chú cái này đi. Ngày mai chắc 4 xị thôi. Làm lỡ rồi, tháo ra làm luôn một lần, hứa với anh em ngày mai mình chụp hình chỗ này xong hết nha, sáng mai. Đêm nay mình quẹt xong rồi, đêm mai sáng mai mình chụp hình bật nguồn lên lên hết. Mày nữa hả bưởi. Trừ khi chết nặng nha. Còn ok, sáng mai anh em theo dõi Facebook của mình Tây Ga Minh Tuấn. Lượng 8 xị cho các bạn coi. 8 xị 3 cái này là quá rẻ. Để cái súng kia để đâu. Vặn tay cho tập thể dục. Này màn hình LCD nha anh em, dễ vỡ lắm nha. Cẩn thận. Đã bẹt phát ăn ngay cái màn hình này khổ lắm. Anh em cẩn thận cái màn hình này nguy hiểm lắm nha cả nhà. Pẹt phát đi. Pẹt cái là ăn hành nha anh em. Ba này là nhẹ nhẹ trên này này. Tuấn ơi em có tật gì không? Cổ xưa có câu lắm tài thì nhiều tật. Tật gì ăn? Vậy em có sửa mò, sửa khí thác anh em, em tháo không? Tháo rệt rệt, ai bảo dùng cái cào kim làm gì? Bật phát ra lên, ngày mai dùng em xử lý sau. Thôi anh em nghỉ đi nhá, em phải làm một cái này cái em truy chuyển vào trong này, em phải làm một cái này cái đó nhá. Cái này các bạn anh em like, em phải vô trong này mới đủ mỏ hàn bóng đèn nó thấp mới múc được nha. Còn cái đồng hồ này của ông thần Điêu Đại Hiệp nữa. Vào trong này em múc cái nha. Đây còn cái ông cận này nè. Lỡ em bụp luôn.
sửa tiền tèn, cái gì nó dễ thì sửa, nếu khó quá em vứt. Cái này em không chuyên. Rồi anh em nghỉ ngơi nhá, em phải múc cái ra đây, cắm khò cắm ướt vào múc nha. Rồi, xin chào cả nhà nhé, bye bye, em bục cái đá để cho nó xong câu chuyện nhé. Rồi, anh em mình có duyên thì chúng ta lại gặp lại tiếp nhé. Còn nhà nào đăng ký khóa học thì ok nhé. Múc đây. Xoay ghế ra múc phát. Mùng mền chiếu gối rồi. Ok. Đó. Ngồi đây cái vai có 800, mới được tiền để mua đầu tư ghế. Đấy, ăn vịt chè cái đá chứ, chè cái đá là cái sức múc. Làm vịt chè anh em ăn cho thông họng cái đá rồi mình búp múc búp lượng xác, quay quạt lại đợi muối cắn. Đây thì ít muối thôi, quay quạt lại, quạt trên quạt dưới. Nè thấy không? Hai ghế, thích ngồi ghế nào thì ngồi. Bụp. Nè em ngồi đây thì ngồi. Ba cái bàn nhẹ nhẹ em sửa chơi. Ăn bịp chè xong em múc. Chống mặt đâu anh, mà cả nhà anh chè ngồi này nó tựa lưng tí đỡ đau lưng anh em ạ. À, đau lưng quá, ngồi từ bấy giờ anh em thấy không, live stream ngồi cho anh em con sai không, quay camera quay tới quay lui phê lắm. Đây ngồi này làm sao lưng anh em, sao rồi có cái chăn nè, đấy nữa lấy cái gối quay. Còn cái ghế này mình cảm thấy mình không thích ngồi, mình ngồi ghế nhựa. Để chân hai cái bàn lên đây anh em thấy không? Ngả lưng tí hưởng thụ mẹ mệt. Nguyên con Airside đấy quay anh em thấy không? Mệt lắm. Cứ bỏ vợ con ở nhà anh em thấy không? Chết vì tiền hết. Anh em nghĩ ngày nay sao? 5 con sờ mất tun. Ngày mai 3 con sờ mất tun, bao nhiêu toa nữa. Nghe điện thoại rồi nữa anh em nó phê lắm. Căng thẳng cái đầu này. Mà từ sáng giờ vẫn ngồi nói chuyện với anh em, like anh em mấy tiếng hồ, trưa nay hơn một tiếng, bây giờ bao nhiêu rồi? Bây giờ tiếng 40 phút. Nói liên tục, ngày nghe điện thoại nát hết họng. Đồng tiền mệt lắm anh em ạ. Cố gắng kiếm tiền xây cái nhà mua ô tô nữa. Chưa làm được hai điều đấy anh em ạ. Còn có hết rồi. Khá là phê. Phải ăn uống đầy đủ anh em, nạp vô đầy đủ không người nó còn gục xương không, nạp liên tục, ăn vặt, thèm phát là đập chảy rửa liền, thèm phát là đập tô phở liền, thèm phát chạy ngoài kia mua gì vậy, đau bao tử chết ngay. Anh em phải không?
buồn buồn nhiều lúc con vợ nó còn hỏi thăm, nó còn mũi trái cây bỏ tủ lạnh, tủ lạnh này không có thì chạy về nhà trên, chưa ăn cơm xong phải làm một quả chuối một trái cây cái gì đó, không chết. Đình Tuấn ở Bình Định anh em ơi. Đây mình tháo mình thay mấy con led cái đó là tiến tiếp. Sáng rực anh em không? Làm nó phải sáng như vậy. Dính nhỉ.
cái gì xem cái gì Hoàng anh Hoàng Hoàng một ngày làm của anh bằng tụi em làm một tuần chưa chắc bằng vì mỗi người ai cũng có muốn rồi cố gắng anh em ơi cố gắng nhá cả nhà cố gắng lên rồi sẽ thành công mà có gì đâu. Ôi giời ơi mấy cái này giờ đâu hết rồi nhỉ. Giờ phải đi tìm đồ chơi anh em ơi. Làm cái gì được làm nó trong vòng tay mình thôi anh em ạ. Vượt quá cũng mệt lắm. Em nghe gì không em ơi? Ờ, anh em nghỉ đi nhá, mình đi kiếm đồ mình làm chút anh em. Ờ anh em ngủ ngon nhá, bye bye nhá.